Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2021, Hội Hoa Đức và địa phương ấp Đồng Tâm A đã giao số tiền là 500.000 đồng hàng tháng lần 15 cho hoàn cảnh 52 là bác Nguyễn Thị Thiệt ở ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Do bác Lâm Khai Sanh và Xì Nhịp Cú tài trợ, trong lần giao tiền lần này, bác Lâm Khai Sanh và Xì Nhịp Cú có tặng thêm cho bác Thiệt là 10 kg gạo trị giá 100.000 đồng. Hội Hoa Đức xin chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của bác Lâm Khai Sanh và Xì Nhịp Cú thật nhiều và thật nhiều. Thương chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự an khang và cát tường như ý. Chính quyền địa phương ấp Đồng Tâm An cảm ơn bác Lâm Khai Sanh và Xì Nhịp Cú đã tài trợ cho bác Thiệt. Tôi chân thành cảm ơn.